Xin chào tất cả anh em, mình là Hình nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một thiếu lâm quyền được anh em nhà bán hộ. Thì không nói nhiều nữa, đây không phải là thiếu lâm quyền mình bán mà ác lai. Thì thiếu lâm quyền này ở bên server 85 của Vinagame. Để giới thiệu anh em nhanh, anh em nào mua về BK rất là ổn. Bếp 6 này, phá địch này, mắc tư chất, tin tức chuyển sinh 9 của 97. Ác lai thì có hiệu tiên quyền đại sư huynh rồi, có hiệu đêm rồi, 900k chân khí đã võ thánh, bằng ác võ thánh rồi, full mạch 900k luôn, trang bị được đêm khoảng 12k, bằng đồ đạc cộng 13-14, anh em không phải cộng đồ nữa rồi. Ác này thì như sau, nó đầm huyết này, đá 5, đá 6, hai món hao hiệp vô hạ này, một món sinh lực, một món tốc, ở đây còn một món tốc nữa, full tất cả full đá 5, cặp ngọc hao hiệp vô hạ luôn, tỷ lệ phòng ngự nội chọn là chuẩn off, bao tay hao hiệp vô hạ cộng 14, nội lực tròn 2k luôn, rất là đẹp, tín vật cấp 15. Ngoại trang uẩn linh 7, lưu tổ áo. Ác này, vâng, ác này có rất là ngon, 2 văn sức cấp 3 luôn rồi. Ác này đầu tư 2 văn sức cấp 3, nội công gần cốt công kỳ nội công, O1 và O2. O2 tấn công ngũ hành, đều cộng 10. Văn sức cấp 3, 3 ô còn lại là văn sức cấp 2, 1 ô cộng 11 này, mở khóa là giao dịch được. 2 ô cuối là vô cụ cộng 10, đủ 5 hệ. Ác này có 2 văn sức cấp 3. Kim xà cộng 14. Anh em có thể xem các dòng, nói chung là đã tẩy và mở khóa rồi, cũng tạm ổn rồi. Món thứ 2 sinh lực 7k này, dày xác suất nửa thọ thương, nói chung là tẩy ổn thôi. Mật tịch 4 phụ lục 6 thành 95%, có hỗ trợ mật tịch 5% của ác. Anh em rút được 6 ô nhá, 5 ô. Vô cụ 128 điểm, một tương đối là ổn, vô cụ là ổn rồi. Mật tịch tiêu dao có thú cưỡi bạch hồng đây. Vâng, đây chuẩn cho BK cho một ác bình dân. Và mình sẽ soi tủ áo nhỏ, cũng tương đối là nhiều ngoại trang, rất là nhiều ngoại trang. Thú cưỡi thì có bạch hồng, có kim mao, và hai thú cưỡi cũng rất là ok rồi. Thủ cơ 120%, tủ áo nhỏ thì quên, trang sức thì có cá đỏ này, cánh nấp lánh ấy, hồng phong. Mật tịch tụ khí 95%, đảm bảo cho anh em tụ khí 14 nhé. Đây, 14 trên 14 ngay. Rồi 14 nhé. Đây, văn vận vô ảnh 6 ô này. Vâng, nói chung là mật tịch dòng 2 100% đổ lên, từ 100% đổ lên là anh em sút được 6 ô rồi. Có cả ô cướp có cấp vật chất nữa, tự khí một phát hai lần, hai tự khí nữa, đó. Combo 3 mật tịch luôn. Có xếp bút này, 25-30%. Quần áo tự khí này, hiệu quả thương dược này, kim xà giãn cách này, bao tay tử quang này, nói chung là khá là đầy đủ. Thiên kiêu lệnh này, áo lô tướng này, xem công trạng này. Kim xà thì có cả kim xà 4 này, đã mở khóa rồi. Giày này, áo choàng này, rất nhiều set bét để bảo kích. Một điểm qua một chút về đá quý thì ác này đá huyết cũng còn ít này, đá nguyệt này, anh em có thể xem qua.
Phách thạch này, vương hạc diện thạch rất nhiều. Cuối cùng là về điểm bang, ác này tương đối là nhiều điểm bang, 13k. Còn đến mình xem nào. Đây bên phục hộ đây, à bên táng long đây. Anh em thích muốn BK suốt ngày thì có thể chuyển qua phục hộ. Phục hộ rất đông. Đây 6. Đấy, toàn đồ hào hiệp vô hạn BK rất là ok. Nhớ lại tuổi thơ, không cần phải đầu tư quá nhiều vào một ác vài chục triệu hay là 100 triệu để chơi đồ tướng, uy hổ tướng. Anh em có thể vài triệu thôi là có ác BK thôi. Phục hộ thì đa phần anh em chơi như vậy. Ở đây thì mình để cửa hàng bằng hội này anh em này. Để mình xem tín 16 mất bao nhiêu ca điểm bang. Tín 16 mất 22k điểm bang cơ. Đây có 13k rồi. 13k anh em cũng có thể kích hiệu 10 rồi. Đó. Kích hiệu 10 BK kép của bọn led. Thời tháng còn 14 ngày. Vâng, chốt lại về ác này thì như sau. Vâng, ác này thì có biết 6 phá đích. Mạch võ thánh rồi, full 900k. Chuyển sinh 9 cấp 97, cấp ổn, không phải cây. Không phải cây cấp nữa. BK chuyển sinh 9, với chuyển sinh 8 cũng ổn. Đó, đồ nó là huyết, cặp ngọc hào hiệp vô hạ này. Chuẩn BK này. Tím 15, kim xà 5. Có 2 văn sức cấp 3, cộng 10. Mật tịch nói chung là cũng ổn rồi. Điểm bang còn nhiều cho anh em kích hiệu 10 BK. Vâng, chốt giá ác này là 5.500.000. Đấy, anh em nào có yêu thích nó thì liên hệ mình. 5.500.000 cũng rất là ổn. BK một ác đấy thì toàn 59 này. Một dân chơi 59 này. Hào hiệp vô hạ này. Anh em là mua liên hệ mình nhé, anh em có thể chuyển qua phục hộ BK cả ngày. Với những đa phần anh em thì đồ đạc nó như thế này thôi, nó cũng không có gì. Đấy, anh em bình dân thì chơi áp vài triệu như này thôi.